Đây là mặt sáu của khung ảnh thứ ba. Tức mặt ảnh thứ sáu gồm có bốn ảnh. Tiêu đề của mặt ảnh này là Podkarpatskaya Rud và Sudkarpatskaya Rudhenia. Podkarpatskaya Rud theo tiếng Séc hay Sudkarpatskaya Rudhenia tiếng Latin là danh từ để chỉ một khu vực tự trị của tiểu khắc được thành lập vào thời kỳ 1935. Nó bị Hungary sáp nhập vào tháng 3 năm 1939 và sau đó lại bị Liên Xô sáp nhập vào tháng 6 năm 1945. Đối với giới truyền thông tiểu khắc, điều này là cấm kỵ vì khó có thể biện minh tại sao tiểu khắc với tư cách là một trong những quốc gia chiến thắng lại nhờ một phần lãnh thổ của mình cho một đồng minh, tức là mất đất. Ruthenia là phiên bản Latin hóa của chữ Rus để chỉ một vùng đất nằm ở Đông Âu với cư dân chủ yếu là người Slav, gọi là cái nôi của nước Nga Kiev, một quốc gia tồn tại từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ thứ 12 mà lãnh thổ của nó bao trùm lãnh thổ các quốc gia Belarus, Ukraine, Nga và miền đông Ba Lan ngày nay. Một chiếc ô tô chở Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Tiểu khắc Edward Bennett đi qua cổng chào đón trong chuyến thăm của ông tới Sudkarpatskaya Rudhenia vào tháng 5 năm 1934. Giúp đỡ đồ ăn ở Svaliava, Sudkarpatskaya Rudhenia. Những sự kiện như vậy diễn ra phổ biến vào thời điểm đó vì nguồn cung cấp lương thực trong khu vực rất hạn chế. Ảnh của CTK, Svaliava, tiệm khác, ngày nay là Ukraine, ngày 1 tháng 6 năm 1935. Tòa nhà bưu điện mới ở Uzhhorod Hurod được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng người Séc Josef Gočar là một trong nhiều ví dụ về việc hiện đại hóa Sudkarpatskaya Rudhenia dưới thời chính quyền tiệp khắc. Ảnh của CTK. Uzhhorod Hurod là thủ phủ của khu tự trị Sudkarpatskaya Rudhenia. Trong một buổi biểu diễn sân khấu của trường học người Gypsy ở Uzhhorod, ảnh CTK Uzhhorod, tiếp khắc, ngày nay là Ukraine, 22 tháng 3 năm 1937. Ngay sau khi thành lập, Cộng hòa tiểu khắc trải dài từ As ở phía Tây đến Yasina ở phía Đông vì nó bao gồm lãnh thổ tự quản của cái gọi là Sudkarpatskaya Rudhenia. Tuy nhiên vào tháng 3 năm 1939, nó bị sáp nhập vào Hungary. Sau đó vào tháng 6 năm 1945 lại sáp nhập vào Liên Xô. Sự thật khó bảo vệ rằng quốc gia chiến thắng đã từ bỏ một phần lãnh thổ của mình để ủng hộ đồng minh là lý do cho sự cấm kỵ của giới truyền thông.